Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong cuộc sống, nếu như chẳng may quý vị gặp một người bị tai nạn hoặc là đột quỵ dẫn tới ngừng tim, ngừng thở thì quý vị sẽ làm như thế nào ạ? Nếu như là tôi thì có lẽ là tôi sẽ gọi sự hỗ trợ của y tế hoặc sự trợ giúp của những người xung quanh để có thể đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của ngành y tế thì đối với những nạn nhân bị ngừng tuần hoàn thì họ chỉ có 4 phút vàng đầu tiên, bởi vì sau khoảng thời gian này thì họ có thể khó bảo toàn được mạng sống và thậm chí là để lại di chứng suốt đời. Với thông điệp bạn biết để cứu người khác biết để cứu bạn, Bệnh viện Bưu điện là một trong những đơn vị y tế đầu tiên có sáng kiến cung cấp phổ biến kiến thức về cấp cứu ngừng tuần hoàn đến với cộng đồng, giúp cho mọi người có thể cứu giúp người khác trong những tình huống xấu nhất. Và hiện thì chúng tôi đang có mặt tại Bệnh viện Bưu điện, và ngày hôm nay thì các bác sĩ, những người đã trực tiếp tham gia vào công tác phổ biến kiến thức, cung cấp kỹ năng về cấp cứu ngừng tuần hoàn đến với cộng đồng sẽ chia sẻ với chúng ta một số cái kiến thức, và đặc biệt là sẽ trực tiếp thực hành những cái phương pháp trong cấp cứu ngừng tuần hoàn đến với khán giả. Vâng, xin chào hai bác sĩ ạ. Chào chị. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Trần Hùng Mạnh, Phó Giám đốc trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Bưu điện. Xin kính chào các quý vị. Xin trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Dương Vương Trung, Phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Bưu điện. Vâng, xin kính chào các bạn. Vâng, câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bác sĩ Trần Hùng Mạnh. Bác sĩ có thể cho biết là cái tính cấp thiết của việc cấp cứu hồi sinh tim phổi khi nạn nhân bị ngừng tuần hoàn ạ? Chúng ta biết rằng ngừng tuần hoàn là một dạng thuật ngữ chỉ cái tình trạng quả tim ngừng đập, và qua đó thì ngừng cái sự cung cấp oxy và máu đến các cái cơ quan trong cơ thể. Đây, ngừng tuần hoàn thì có thể xảy ra trên một người có quả tim hoàn toàn khỏe mạnh, ví dụ như trong trường hợp tai nạn do điện giật, do đuối nước, do đa chấn thương, do sốc phản vệ, hoặc cũng có thể xảy ra trên hoặc nền của một cái người có cái bệnh lý, ví dụ như bệnh tim mạch, suy tim, suy hô hấp, vân vân. Đây là một cái trạng thái tối cấp cứu mà đòi hỏi phải có một cái sự can thiệp ngay tức thì. Để nói về sự quan trọng của việc cấp cứu ngừng tuần hoàn thì chúng ta biết rằng là tế bào não thì nó chỉ chịu đựng được tình trạng thiếu oxy trong vòng 4 đến 5 phút. Và đây là giai đoạn mà chúng ta gọi là chết lâm sàng. Việc cấp cứu ngừng tuần hoàn thì phải được triển khai ngay trong 4-5 phút đầu tiên, và chúng tôi gọi đấy là những phút vàng để chúng ta có thể cứu được các tế bào não. Nếu như muộn hơn thì những tế bào não nó sẽ không hồi phục, mặc dù sau này quả tim có thể đập nhưng mà người bệnh sẽ rơi vào tình trạng chết sống thực vật. Qua phân tích của bác sĩ thì có thể thấy là khi nạn nhân bị ngừng tuần hoàn thì sẽ rất là nguy hiểm và có thể đe dọa đến tính mạng. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là thực trạng và điều kiện của việc cấp cứu ngừng tuần hoàn tại Việt Nam nói chung và tại Hà Nội nói riêng hiện nay như thế nào? Để trả lời cái câu hỏi của chị thì tôi xin nêu ra một cái nghiên cứu do Trung tâm Vận chuyển Cấp cứu 115 thành phố Hà Nội thực hiện từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 8 năm 2012 trên 520 người bệnh ngừng tuần hoàn được trung tâm tiếp nhận và cấp cứu. Thì kết quả của nghiên cứu này chỉ ra rằng là có đến trên 93% là ngừng tuần hoàn ở trong cộng đồng, tức là không ở trong bệnh viện. Và trong số đó thì có đến trên 73% là cái ngừng tuần hoàn đó có những người xung quanh chứng kiến. Và cái thời gian tính từ khi lực lượng cấp cứu 115 nhận được cuộc gọi cho đến khi họ có mặt tại hiện trường thì bình quân là 13,3 cộng trừ 6,6 phút. Nghĩa là nếu như mà một cái cuộc gọi đến thì nhanh nhất thì cũng phải gần 10 phút thì mới có lực lượng. Thì chắc chắn là phải dựa vào cái cấp cứu tại chỗ. Nếu như mà chúng ta chỉ chờ vào cái sự can thiệp của chuyên môn thì chắc chắn là người bệnh sẽ không có cơ hội được cứu sống. Vâng ạ, một câu hỏi dành cho bác sĩ Dương Vương Trung. Trong thực tế thì chúng ta rất là dễ dàng bắt gặp những cái tình huống mà đầy bất ngờ, đột xuất và có thể đe dọa đến tính mạng. Ví dụ như là bị tai nạn giao thông này, bị đuối nước hay là bị điện giật. Và khi mà gặp phải những tình huống ấy thì người xung quanh cần phải làm gì và làm như thế nào để mà có thể phát hiện một cách nhanh nhất các nạn nhân bị ngừng tuần hoàn và tiến hành cấp cứu và phân loại cho đúng ạ? Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta ấy, thì chúng ta có thể gặp những cái tình huống bị tai nạn hoặc là bệnh lý cần phải cấp cứu, trong đó ngừng tuần hoàn là một tối cấp cứu. Chúng ta cũng chỉ có 4 phút để bắt đầu tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn. Nếu không thì não sẽ không hồi phục và sẽ để lại những cái di chứng mà rất là nặng nề. Chính vì vậy, chúng ta phát hiện một cách kịp thời và tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn đúng cách ngay tại chỗ, ngay tại cộng đồng trước khi mà có nhân viên y tế
đến là một điều vô cùng quan trọng để giúp cho nạn nhân có được cái cơ hội sống sót hơn. Trong cộng đồng của chúng ta ấy, thì thực tế hiện nay thì chỉ có một số ít những người là có được những cái kiến thức và những cái kỹ năng cơ bản về cấp cứu nói chung và cái cấp cứu ngừng tuần hoàn. Chính vì vậy thì chúng ta phải thường xuyên có những cái thông tin đại chúng hay là có những cái lớp tập huấn như là những cái chương trình chúng tôi đã thực hiện để cố gắng là phổ biến kiến thức về cho cộng đồng, thì sẽ có được những cái cơ bản để có được cái khi mà tình huống cấp cứu xảy ra thì có thể là sẽ giúp ích được cho những người xung quanh và cũng là giúp ích được cho chính chúng ta. Vâng ạ, qua ý kiến của hai bác sĩ thì chúng tôi nhận thấy rằng vai trò của cấp cứu tại chỗ của người dân trong cộng đồng là hết sức quan trọng. Và được biết là Bệnh viện Bưu điện là một trong những đơn vị y tế mà không chỉ quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện mà còn có rất là nhiều những cái hoạt động hướng tới cộng đồng. Vậy thì xin bác sĩ Trần Hùng Mạnh có thể cho biết là Bệnh viện Bưu điện thì đã và sẽ có những hoạt động như thế nào để phổ biến và cung cấp thêm kỹ năng cấp cứu ngừng tuần hoàn đến với cộng đồng ạ? Trong cái thời gian qua thì việc mà chăm sóc chữa trị tại bệnh viện thì chúng tôi cũng nhìn thấy là khả năng cấp cứu, cái kiến thức thông thường, cái kỹ năng ở trong cộng đồng thì cũng còn rất là nhiều hạn chế. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thấy rằng là phổ biến kiến thức đến cộng đồng cũng là việc mà chúng ta cần làm. Đây cũng tôi coi như là một cái lời tri ân của đội ngũ chuyên môn của bệnh viện đối với lại cộng đồng đã tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong những cái thời gian qua. Thế và trong thời gian tới thì ban lãnh đạo bệnh viện cũng đã lên kế hoạch để chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai chương trình đầy ý nghĩa này đến với các cái trường học, các cái cơ quan công sở để góp phần phổ biến thêm những kiến thức cơ bản, kỹ năng sống đến với cộng đồng. Thế và chúng tôi cũng biết rằng là nhu cầu của xã hội thì rất là lớn. Tuy nhiên là thời gian cũng như là thì cũng có hạn. Thế cho nên là giám đốc bệnh viện đã giao cho nhóm thực hiện chương trình của chúng tôi sẽ thực hiện một cái chương trình hướng dẫn kỹ năng cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản bằng cái hình ảnh đến với cộng đồng. Và đấy cũng là lý do mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến cộng đồng, các anh các chị một cộng đồng chương trình cấp cứu ngừng tuần hoàn qua hình ảnh và chúng ta sẽ xem sau đây. Vâng, xin cảm ơn hai bác sĩ về những thông tin rất là bổ ích vừa rồi. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi các bác sĩ của Bệnh viện Bưu điện sẽ trực tiếp hướng dẫn chúng ta những kỹ năng, phương pháp cấp cứu ngừng tuần hoàn. Khi chúng ta gặp tình huống người bị tai nạn hoặc đột quỵ, thì điều đầu tiên chúng ta phải gọi sự trợ giúp của những người xung quanh. Anh ơi, chị ơi, có người cần cấp cứu, anh gọi cho cấp cứu 115. Sau đó thì chúng ta sẽ phải di chuyển nạn nhân đến môi trường an toàn để đảm bảo an toàn cho nạn nhân và cho chính chúng ta. Tiếp theo là chúng ta sẽ xác định xem nạn nhân có dấu hiệu ngừng tuần hoàn hay không. Thì chúng ta, điều đầu tiên chúng ta lay gọi nạn nhân. Anh ơi, anh có sao không? Nếu như nạn nhân mà không có đáp ứng thì chúng ta kiểm tra xem nạn nhân có nhịp thở hay là có nhịp tim hay không. Chúng ta sẽ xem nạn nhân có còn thở hay không. Thì chúng ta sẽ ghé tai của chúng ta vào mũi của nạn nhân và mặt hướng về phía lồng ngực và bụng của nạn nhân xem có hơi thở qua tai của chúng ta hay không, hay là có cái di động của lồng ngực và bụng của nạn nhân hay không. Tiếp theo chúng ta xác định xem nạn nhân có còn mạch hay không. Thì chúng ta sẽ bắt mạch cảnh, chúng ta dùng hai ngón tay của bàn tay và xác định mạch cảnh, chúng ta đặt vào vùng giữa của cổ và chúng ta di chuyển sang hai bên thì sẽ bắt được mạch cảnh ở cái vùng hõm khoảng 2 cm từ giữa cổ sang, và trong vòng 10 giây chúng ta xác định xem là có mạch cảnh hay không, hoặc là nghi ngờ có hoặc không có mạch cảnh thì chúng ta sẽ phải tiến hành ép tim ngoài lồng ngực ngay. Cấp cứu ngừng tuần hoàn thì gồm có hai bước lần lượt theo thứ tự, đấy là ép tim ngoài lồng ngực và thổi ngạt. Bước 1, ép tim ngoài lồng ngực là một kỹ thuật giúp cho quả tim co bóp thụ động và đưa máu đi lui cơ thể. Trong kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực thì sẽ cần đảm bảo các yếu tố sau đây. Về tư thế ép tim,
Đối với cả nạn nhân, chúng ta để nạn nhân nằm ngửa ở mặt phẳng cứng như là nền nhà. Tư thế của người cấp cứu thì sẽ quỳ bên cạnh nạn nhân. Về vị trí ép tim thì chúng ta biết rằng quả tim nằm ở giữa lồng ngực và sau xương ức. Vị trí ép tim thì chúng ta dùng hai ngón tay vuốt dọc theo cung xương sườn lên đến mũi ức của nạn nhân. Bàn tay thứ nhất chúng ta sẽ đặt vào chính giữa xương ức và phía trên, ngay trên của hai ngón tay chỉ dấu. Bàn tay thứ hai chúng ta đặt lên bàn tay thứ nhất và các ngón tay đan xen với cả bàn tay thứ nhất. Về cẳng tay và cánh tay chúng ta phải dựng thẳng, vuông góc với cả mặt phẳng của nạn nhân nằm. Vai của chúng ta thì hơi đẩy ra phía trước, bởi vì trong quá trình cấp cứu chúng ta sẽ dùng lực của lửa trên thân người ép xuống thì chúng ta sẽ đỡ mỏi nếu trong những trường hợp mà chúng ta cần phải ép tim lâu dài. Khi chúng ta ép xuống thì độ sâu của lực ép là khoảng 4 đến 5 cm và cái tần số ép là khoảng 100 cho đến 120 chu kỳ trên phút. Trong kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực thì cần lưu ý các điểm sau. Chúng ta sẽ phải xác định đúng vị trí ép tim thì đảm bảo để cho quả tim co bóp và đưa máu đi nuôi cơ thể, tránh những tình trạng là chúng ta ép những vị trí sai, vừa không đạt hiệu quả và vừa có thể xảy ra những cái biến cố, ví dụ như là gãy xương sườn. Thứ hai là chúng ta sẽ phải ép nhịp nhàng, đều đặn. Sau khi ép xuống thì chúng ta sẽ thả ép và tay của chúng ta sẽ không di chuyển và để giữ nguyên cố định vị trí ở trên lồng ngực của nạn nhân. Ở đây thả ép là để giúp cho quả tim thu hồi máu về và để bước tiếp theo sẽ tống máu đi nuôi cơ thể. Bước 2, thổi ngạt cho nạn nhân là kỹ thuật đưa luồng không khí vào phổi của nạn nhân để cung cấp oxy cho cơ thể. Trong kỹ thuật thổi ngạt thì cần đảm bảo các yếu tố sau. Chúng ta lần đầu tiên thổi ngạt thì chúng ta phải móc bỏ các dị vật trong miệng họng của nạn nhân. Động tác này sẽ giúp chúng ta bỏ đi những cái dị vật ngăn cản cái đường thở của nạn nhân. Tiếp theo chúng ta sẽ để cho cổ của nạn nhân ưỡn tối đa. Như vậy thì cái đường thở của nạn nhân sẽ thẳng và dễ đưa cái luồng không khí vào trong phổi. Một tay, bàn tay của chúng ta ấn vào trán của nạn nhân, ngón cái và ngón trỏ chúng ta bóp kín lỗ mũi của nạn nhân, bàn tay còn lại thì nâng cằm và mở miệng nạn nhân. Chúng ta thổi ngạt cho nạn nhân. Trong kỹ thuật thổi ngạt thì các bạn cần phải lưu ý mấy điểm sau. Thứ nhất, chúng ta phải dùng miệng của chúng ta ôm trọn lấy miệng của nạn nhân và chúng ta thổi vào hơi đủ mạnh để làm sao thấy lồng ngực của nạn nhân căng phồng lên. Và chúng ta thổi lần thứ nhất, sau đó chúng ta nghỉ khoảng 5 giây và tiếp tục thổi lần thứ hai tương tự như lần thứ nhất. Trong cấp cứu ngừng tuần đối với cả người lớn và trẻ lớn thì kỹ thuật thổi ngạt thì chúng ta có thể thổi ngạt miệng. Còn đối với cả trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh thì chúng ta có thể dùng kỹ thuật thổi ngạt là miệng và miệng mũi, tức là miệng của chúng ta sẽ ôm trọn lấy miệng và mũi của trẻ để chúng ta thổi ngạt. Và về các kỹ thuật trong thổi ngạt thì giống nhau. Trong kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn thì một chu kỳ cấp cứu sẽ gồm có 30 lần ép tim và 2 lần thổi ngạt. Sau mỗi 5 chu kỳ thì chúng ta sẽ đánh giá lại nạn nhân, xem là nạn nhân có thở hay không, hay nạn nhân có mạch đập hay chưa, mạch cảnh hay chưa. Nếu như mà nạn nhân chưa có nhịp thở trở lại hoặc là chưa có mạch cảnh đập trở lại thì chúng ta tiếp tục các chu kỳ ép tim và thổi ngạt như trên. Còn nếu như nạn nhân có nhịp thở hoặc là có mạch đập trở lại thì chúng ta sẽ để nạn nhân nằm ở tư thế an toàn, theo dõi và chờ đợi đơn vị y tế đến hỗ trợ. Sau đây tôi xin hướng dẫn các bạn
kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn đối với một người cấp cứu. Anh ơi, anh có sao không? Thưa các bạn, vừa rồi tôi đã hướng dẫn các bạn kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn đối với cả một người cấp cứu. Sau đây tôi xin giới thiệu kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn đối với hai người cấp cứu. Tôi xin mời Thạc sĩ bác sĩ Vũ Đình Huy, trưởng khoa Nội Bệnh viện Bưu điện sẽ cùng tôi thực hiện kỹ thuật này. Xin mời bác sĩ Huy. Xin kính chào quý vị khán giả. Anh có sao không? Qua hỗ trợ. Như các bạn vừa xem, cấp cứu ngừng tuần hoàn với hai người cấp cứu thì về mặt kỹ thuật ép tim và kỹ thuật thở ngạt thì cũng giống như là đối với một người cấp cứu. Chỉ có khác là ở đây chúng ta có hai người, cho nên chúng ta có thể chia ra một người ép tim và một người thở ngạt. Sau 5 chu kỳ, mỗi chu kỳ thì gồm 30 cái ép tim và 2 cái thở ngạt, thì chúng ta lại đổi vai và điều đó sẽ giúp cho các người thực hiện động tác có đỡ mệt mỏi và có thể làm được kéo dài. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua sự hướng dẫn của các bác sĩ thì tôi cũng đã hiểu được một phần nào về việc cấp cứu ngừng tuần hoàn. Và ngay sau đây thì các bác sĩ có thể cho Kiều Trang được thực hành một lần được không ạ? Vâng, xin mời Kiều Trang. Bác sĩ Vũ Đình Huy thử xem tôi làm tay như thế này đã đúng chưa ạ? Chính xác rồi đây, bạn em đi. Tốc độ như này đã vừa chưa ạ? Được rồi. Động tác của bạn làm thì thứ nhất rằng là cái tần số ép của bạn hơi bị chậm, nên nhanh hơn một chút. Cái thứ hai nữa là cái độ sâu ấy cũng nên sâu hơn một chút nữa thì mới đạt được cái độ sâu từ 4 đến 6 cm. Vâng. Mới đảm bảo cho cái quả tim nó hoạt động tốt. Vâng. Đấy, và thế còn lại thì bạn làm thì tôi thấy là được. Thế thì bây giờ tôi sẽ thực hiện lại một lần nữa và bác sĩ Vũ Đình Huy kiểm tra một lần xem nhé. Vâng, xin mời. Lần này thì bạn đã sửa được hai cái vấn đề là độ sâu và tần số. Tuy nhiên cái khuỷu tay của bạn hơi bị cong. Chúng ta luôn luôn giữ cái khuỷu tay thẳng. Vâng. Và chúng ta dùng cái sức của nửa trên người. Vâng. Thì như thế thì cái
cái thời gian làm nó sẽ được lâu bởi vì bạn sẽ đỡ bị mệt. Vâng ạ, xin bác sĩ Huy có thể cho biết thêm là trong trường hợp nếu như mà chúng ta chỉ được thực hiện một trong hai động tác hoặc là ép tim hoặc là thổi ngạt thì nên ưu tiên cho động tác nào ạ? Như các bạn đã biết đấy, cấp cứu ngừng tuần hoàn tức là cấp cứu khi mà quả tim nó đã ngừng đập. Cho nên cái vấn đề mà tạo cho cái quả tim nó co bóp để mà đưa máu đi cơ thể là quan trọng nhất. Cho nên là chúng ta luôn luôn phải là ép tim. Trong một số hoàn cảnh mà chúng ta không đủ sức vừa làm ép tim vừa làm thở ngạt. Ví dụ như là nếu mà chúng ta chỉ có một người cấp cứu không thôi thì cái người cấp cứu đó rất dễ bị mệt. Đấy. Và khi đó thì chúng ta phải lựa chọn thì lựa chọn cái ép tim. Chúng ta cứ ép tim liên tục cũng đã đủ để cứu sống bệnh nhân. Trong một số hoàn cảnh khác, người cấp cứu có thể bị ám ảnh về những cái lý do về vệ sinh khi mà thổi ngạt cho nạn nhân. Thì lúc đấy người cấp cứu cũng có thể là chỉ ép tim cũng đã là rất là có ích cho nạn nhân rồi. Đặc biệt là trong những trường hợp mà người bị tai nạn, người bị nạn mà không có tình trạng thiếu oxy trước đấy, ví dụ như là một người bị đột quỵ ở trong phòng làm việc hoặc trong phòng ngủ thì cũng có thể là chúng ta chỉ cần ép tim làm liên tục không ngừng thì điều đấy cũng rất là có ích để mà cứu sống nạn nhân. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì khi chúng ta thực hiện những cái động tác cấp cứu ngừng tuần hoàn thì cần lưu ý điều gì ạ? Tôi qua những cái quá trình mà đi tập huấn cho mọi người thì tôi thấy rằng là điều đầu tiên rằng là chúng ta phải hết sức chú ý cái động tác ép tim. Như tôi nói rằng là ép tim là một cái điểm mấu chốt cũng có tính chất quyết định trong việc thành công của cấp cứu ngừng tuần hoàn. Thế thì trong quá trình hướng dẫn học viên thì tôi thấy có một số học viên thì thường là ép lệch sang bên trái. Như các bạn biết là mọi người thì vẫn cứ có một cái suy nghĩ rằng là tim nó nằm ở bên trái, cho nên khi đặt cái cùi tay lên thì lại hay đặt lên cái điểm bên trái. Đấy. Nhưng mà thực tế thì không phải như thế. Thực tế là cái quả tim nó nằm ở giữa lồng ngực. Đấy. Cho nên rằng là khi chúng ta ép, chúng ta phải luôn luôn ép ở chính giữa lồng ngực. Bởi vì ở chính giữa lồng ngực thì là đằng trước là xương ức, đằng sau là cột sống. Và khi chúng ta ép vào ấy, thì quả tim nó sẽ đưa máu đi cơ thể. Điều đó nó làm cho cái động tác ép tim của chúng ta vừa có hiệu quả mà vừa tránh được gãy xương sườn. Bởi vì nếu chúng ta ép lệch sang bên trái thì rất dễ gãy xương sườn. Thế cho nên là khi mà chúng ta làm động tác, chúng ta phải luôn nhớ rằng là tim nó nằm ở giữa lồng ngực và chúng ta tập trung vào cái điểm chính giữa lồng ngực và để ép. Vâng. Vậy thì trong quá trình chúng ta làm những cái động tác cấp cứu tuần hoàn thì có nên vừa làm vừa di chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế để tiết kiệm thời gian không ạ? Nguyên tắc của cấp cứu ngừng tuần hoàn là chúng ta cấp cứu tại chỗ. Bởi vì khi mà chúng ta di chuyển thì cái động tác ép tim, thổi ngạt nó sẽ bị ngắt quãng. Và mấu chốt của thành công là chúng ta phải làm liên tục, không được ngắt quãng. Thế cho nên là chúng ta nên cấp cứu tại chỗ, kiên trì, chờ đợi cấp cứu hỗ trợ đến. Vậy thì chúng ta nên cấp cứu trong vòng bao lâu thì nên dừng lại ạ? Chúng ta cứ cấp cứu theo các cái chu kỳ. Chúng ta làm 30 lần ép tim và 2 lần thổi ngạt thì được coi là một chu kỳ. Sau khi làm 5 lần như thế thì chúng ta sẽ kiểm tra lại mạch cảnh. Nếu mà có mạch cảnh thì chúng ta sẽ theo dõi nạn nhân và hỗ trợ hô hấp. Còn nếu mà không có mạch cảnh thì chúng ta sẽ tiếp tục làm liên tục cho đến khi nào mà đội cấp cứu hỗ trợ đến. Vâng ạ. Vừa rồi thì các bác sĩ đã thực hành những cái phương pháp để cấp cứu ngừng tuần hoàn dành cho người lớn. Thế nhưng mà trên thực tế thì trẻ em cũng có thể lâm vào tình cảnh là bị ngừng tuần hoàn. Vậy thì đối với trẻ em thì chúng ta nên làm như thế nào ạ? Nếu mà trẻ em từ 6 tuổi, 6-7 tuổi cho đến lớn hơn thì chúng ta cấp cứu giống như là người lớn. Đối với trẻ nhỏ hơn và các trẻ sơ sinh thì chúng ta chỉ lưu ý một điều rằng là lồng ngực của các cháu nó vẫn còn mềm và nó chúng ta hạn chế dùng nhiều lực trong ép tim. Đấy, và đôi khi người ta có thể ép tim bằng một tay. Ví dụ chúng ta sẽ đặt một tay lên cái vị trí ép tim này và ép bằng một tay. Và đối với trẻ nhũ nhi thì vì cái lồng ngực nó rất là mỏng manh, người ta có thể dùng hai ngón tay để ép tim. Thì với cái cách làm như thế thì đảm bảo an toàn là không cứ bị chấn thương đối với trẻ em. Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Vũ Đình Huy. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống không ai có thể biết trước được những ốm đau, bệnh tật.
Cũng không ai có thể lường được lúc nào tai nạn bất ngờ có thể xảy ra với mình. Bởi thế, mỗi người cần tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết về y tế để có thể tự giúp bản thân cũng như là giúp những người xung quanh khi có tình huống xấu xảy ra. Qua những thông tin bổ ích mà các bác sĩ Bệnh viện Bưu điện đã hướng dẫn và trực tiếp thực hành trên mô hình, thì từ một người hoàn toàn chưa biết gì về kiến thức cấp cứu ngừng tuần hoàn, thì giờ đây Kiều Trang đã tự tin rằng mình có thể làm thành thạo những kỹ năng này và có thể giúp cho người khác trong những tình huống xấu. Không phải mất quá nhiều thời gian, các bạn chỉ cần xem và ghi nhớ những kiến thức bổ ích từ video clip này. Điều cần thiết nhất đấy là chúng ta cần phải ghi nhớ thật đúng các động tác, thực hiện theo đúng thứ tự, bình tĩnh và thật tự tin. Như vậy là quý vị và các bạn đã có thể cứu giúp được những người khác trong những tình huống xấu có thể xảy ra. Và một lần nữa xin được cảm ơn các bác sĩ đến từ Bệnh viện Bưu điện đã hướng dẫn cho chúng ta những kiến thức rất bổ ích trong ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị.